Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 29 tháng 8, tại trạm biến áp 500 kV phố Nối, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tổ chức lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố Nối Hưng Yên. Lễ khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu tỉnh Hưng Yên đến điểm cầu 8 tỉnh có dự án đi qua. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự lễ khánh thành tại điểm cầu Hưng Yên, cùng dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên và điểm cầu 8 tỉnh có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, lãnh đạo EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, đại diện người dân tại các khu vực đường dây đi qua. Dự lễ khánh thành về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phú Núi là dự án quy mô lớn có tổng chiều dài 519 km, hai mạch với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng. Dự án có khối lượng đào đất đá là hơn 2,5 triệu mét khối, sử dụng hơn 705.000 mét khối bê tông, gần 70.000 tấn cốt thép móng. Tổng khối lượng lắp dựng cột thép là 139.000 tấn, kéo tổng cộng gần 14.000 km dây dẫn các loại. Đây là dự án trọng điểm cấp bách có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực truyền tải điện qua hệ thống 500 kV từ Trung ra Bắc với công suất từ 2.500 MW hiện nay lên 5.000 MW. Tại Hưng Yên, dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua địa phận thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm với tổng chiều dài khoảng 7,26 km, gồm có 34 vị trí móng cột với tổng diện tích đất móng cột bàn giao là 4,06 ha. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động lực lượng hỗ trợ công tác hậu cần, thi công dự án. Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo huyện Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào phối hợp với các sở ngành khẩn trương vào cuộc để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, tất cả 34 vị trí móng cột đã được bàn giao để các nhà thầu đồng loạt thi công. Đối với phần hành lang tuyến, đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, các địa phương đã bàn giao 26 trên 26 khoảng néo cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Quá trình triển khai, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng nhằm đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên đi kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt việc đối thoại, giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng thuận của người dân đối với việc giải phóng mặt bằng cho dự án. Cái nhất đầu tiên phải kể đến đối với dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trị Phố Nối, đó là công trình được triển khai sớm nhất trong quy hoạch Điện 8. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 phê duyệt quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tại quy hoạch này, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Đối dự kiến được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025-2026. Chỉ trong thời gian rất ngắn, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023, khoảng 4 tháng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia EVN-NBT đã tập trung triển khai quyết liệt cùng các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và 9 địa phương có tuyến đường dây đi qua, hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư cả 4 dự án thành phần của dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối. Cuối tháng 10 năm 2023, đã tổ chức khởi công dự án đường dây 500 kV Nam Định 1 Phố Nối. Đây là dự án được khởi công sớm nhất và cũng hoàn thành sớm nhất trong 4 dự án thành phần của tuyến đường dây, đóng điện thành công ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các dự án thành phần còn lại của tuyến đường dây cùng với trạm biến áp
500 kV Thanh Hóa được đầu tư mới và mở rộng ngăn lộ của hai trạm biến áp hiện hữu là trạm biến áp 500 kV Phố Nối và trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch được đồng loạt khởi công vào ngày 18 tháng 1 năm 2024. Cái nhất thứ hai là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu chính phủ. Chỉ bàn làm, không bàn lùi là điểm nhấn đặc biệt đáng kể đối với dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối. Xác định đây là dự án trọng điểm cấp bách có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc, giúp nâng công suất truyền tải điện cho khu vực Bắc Trung đang từ khoảng 2.200 MW lên khoảng 5.000 MW, góp phần đáng kể đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc. Vì thế, tất cả vì đường dây 500 kV mạch 3 với phương châm chỉ bàn làm, không bàn lùi, trên chỉ đạo quyết liệt, dưới tích cực làm theo. Kể từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình, chỉ trong vòng 7 tháng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có 10 lần chủ trì các cuộc họp, đến công trường kiểm tra đôn đốc, động viên người lao động, chia sẻ với người dân địa phương nhường đất cho dự án. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một dự án trọng điểm quốc gia, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các bộ ngành có liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các tỉnh, các địa phương có đường dây đi qua. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và chúng ta phải làm bằng được để góp phần cung cấp đầy đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng và kinh doanh. Cùng với các chương trình kỳ họp của Chính phủ, Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội, các buổi làm việc trực tiếp của các Phó Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra tiến độ thi công, cung cấp vật tư thiết bị của dự án. Thì từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, Ban Chỉ đạo do Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì đã tổ chức họp giao ban trực tuyến định kỳ 2 tuần trên lần với lãnh đạo các bộ ngành liên quan và 9 địa phương có đường dây đi qua để cập nhật tiến độ, tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Nhờ thế, công tác giải phóng mặt bằng chỉ mất hơn 3 tháng, nhanh nhất so với bất cứ một công trình truyền tải điện 220 đến 500 kV nào được triển khai từ trước đến nay là điều kiện để các đơn vị thi công nhanh dự án. Phương án 4 tại chỗ bao gồm thiết bị thi công tại chỗ, lao động tại chỗ, vật liệu xây dựng tại chỗ và thực hiện đền bù tại chỗ cũng đã được phát huy hiệu quả ở công trình này. Và không thể không nhắc tới sự đồng hành tham gia hỗ trợ của đông đảo người dân địa phương nơi có dự án đi qua. Thứ ba là dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối là công trình có khối lượng thi công lớn nhất và được ứng dụng nhiều công nghệ mới nhất trong các công trình đường dây 500 kV mạch 3. Mặc dù chiều dài toàn tuyến có 519 km nhưng được thiết kế gồm hai mạch kép nên tổng chiều dài của đường dây lên tới 1.038 km. Dự án có 1.177 vị trí móng cột, trong đó có 240 vị trí được thiết kế móng cọc, 123 vị trí là cột DO, cột ống, lần đầu tiên được thi công tại công trình này. Chiều cao trung bình của cột là trên 70m, trong đó có nhiều vị trí cột cao lên tới 145m. Dự án cần khối lượng thiết bị lớn, riêng cột thép lên tới gần 139.000 tấn, trong đó khoảng 83% sản xuất trong nước, còn lại 17% từ nhập khẩu. Tại công trình này, vì thi công các vị trí móng đã khó, khối lượng san gạt lớn, nhiều vị trí gặp đá xanh rất cứng. Song để có thể thi công dựng được những chiếc cột cao với khối lượng thiết bị lớn, nhà thầu đã phải huy động máy cẩu cỡ lớn lên tới hơn 400 tấn. Với một công trình có quy mô lớn áp dụng nhiều công nghệ mới, tiến độ gấp nhưng trong suốt quá trình thi công lại gặp thời tiết hết sức bất lợi, khó lường. Trên toàn tuyến vừa diễn ra nắng gắt, xen kẽ nhiều đợt mưa lũ kéo dài. Nhiều khu vực thi công khó khăn do địa hình núi cao, gió Tây Nam thổi mạnh. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành điện đã huy động đội ngũ công nhân hùng hậu tham gia thi công hỗ trợ nhà thầu trên công trường. Cao điểm trên công trường toàn tuyến đường dây có tới 15.000 lao động của các nhà thầu, cán bộ công nhân có tay nghề từ các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tham gia thi công hỗ trợ thi công công tác dựng cột và kéo dây cho các dự án. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối với gần 520 km đường dây mạch kép đã được hoàn thành, cùng với gần 1.180 km của hai đường dây 500 kV mạch 3 từ miền Trung và miền Nam đã được đầu tư xây dựng trước đó, gồm dự án đường dây 500 kV mạch 3 Pleiku, Bị Thước, Cầu Bông, Đóng Điện,
mang tải từ ngày 16 tháng 5 năm 2014. Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch Vũng Áng Pleiku 2 đóng điện mang tải từ ngày 17 tháng 8 năm 2022, tạo thêm một tuyến đường dây 500 kV mạch 3 hoàn chỉnh kết nối từ Bắc vào Nam. Đây là công trình quan trọng liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, không chỉ góp phần đảm bảo cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại, mà việc xây dựng thi công công trình trong khoảng một thời gian ngắn đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho người lao động ngành điện Việt Nam. Bài học thành công được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi kiểm tra thực tế công trường ngày 22 tháng 6 năm 2024, đó là phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ sản phẩm. Thứ hai, phải có nguồn vốn, có nguồn lực để làm. Thứ ba là khi bắt tay vào làm rồi thì phải giải phóng mặt bằng. Thủ tướng nhấn mạnh, ở đây nếu như hệ thống chính trị địa phương không vào cuộc thì chưa biết lúc nào mới xong. Thế nhưng có hệ thống chính trị vào cuộc và đặc biệt là 9 đồng chí bí thư tỉnh ủy vào cuộc, cho nên mặt bằng cơ bản không vướng. Sau khi có mặt bằng rồi thì phải triển khai đồng loạt, rồi muốn triển khai được thì phải bố trí lực lượng. Đội quân chủ lực là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và lại huy động được sức mạnh tại chỗ. Thứ tư là các khoảng néo, khoảng dây đi qua rừng, các thủ tục giải phóng mặt bằng liên quan đến rừng, liên quan đến đất và các công trình khác. Thứ năm là được nhân dân ở các địa phương ủng hộ. Đây là tình cảm, là sự hợp lực, sức mạnh tổng hợp. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối đã hoàn thành đúng tiến độ. Theo nhiều chuyên gia năng lượng, việc chia nhỏ các gói thầu vừa giúp cạnh tranh, vừa để huy động tối đa nguồn lực, xã hội tham gia, góp phần quan trọng đảm bảo tiến độ của dự án. Cụ thể, trên toàn tuyến đường dây có tới 226 gói thầu, bao gồm 93 gói thầu xây lắp, 75 gói thầu cung cấp cột thép, 36 gói thầu cung cấp dây dẫn, cáp quang, 17 gói thầu cung cấp cách điện và phụ kiện, 5 gói thầu cung cấp vật tư thiết bị, nhất thứ, nhị thứ, kháng điện và phụ kiện. Quá trình triển khai thực tế cũng đã bộc lộ rõ năng lực của nhà thầu. Đây cũng là những điều cần được rút kinh nghiệm cho các công trình sẽ triển khai trong thời gian tới.